Hi, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Hono 999. Kênh Hono 999 chuyên đăng tải về những video về đường phố Sài Gòn, cũng như cập nhật những thông tin nóng nhất và những gì đang diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh. Thì hôm nay em đang có mặt tại ngã ba Bà Quẹo, nằm trên đường Trường Chinh. Thì các anh chị biết rồi, cái đoạn đường Trường Chinh lúc này là đang vào cái giai đoạn cao điểm giải tỏa, giải phóng mặt bằng để bàn giao mặt bằng cho bên thi công công trình tuyến Metro Số 2, tuyến Bến Thành Tham Lương. Thì đoạn ngã ba Bà Quẹo thuộc phường 15, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Khu này thì sẽ có một cái nhà ga mọc lên ngay đây. Chính vì vậy mà những cái nhà bị ảnh hưởng bởi cái nhà ga của Metro tuyến số 2 buộc phải giải tỏa, giải phóng mặt bằng, thụt vào bên trong để bàn giao mặt bằng cho bên thi công. Người ta chuẩn bị khởi công xây dựng tuyến Metro số 2 này vào tháng 10 năm 2020. Thì theo như các anh chị thấy trước mặt các anh chị đây là một cái quang cảnh giải tỏa mặt bằng để bàn giao cho bên công trình. Lúc trước thì những cái nhà này anh chị thì nó sẽ ra tới sát mí lộ nè, sát cái mí của lề đi của lộ Trường Chinh. Nhưng bây giờ các anh chị thấy người ta đã giải tỏa, thụt vào bên trong rất là sâu không. Mỗi một nhà nơi đây thụt vào khoảng hơn 10 mét đó các anh chị. Mặc dù như vậy nhưng mà nhà ở đây rất là dài. Các anh chị thấy nhà ở đây rất là dài không, thụt vào hơn 10 mét rồi, nhưng mà còn ở bên phía sau, ở trong còn lại vẫn rất là dài anh chị. Ở nơi đây thì sẽ mọc lên một cái nhà ga nằm ngay khu vực Bà Quẹo đó các anh chị. Nhà ga đây là nhà ga ngầm, bởi vì tuyến Metro số 2 Bến Thành Tham Lương sẽ chạy ngầm dọc theo đường Cách Mạng Tháng 8, dọc theo đường Trường Chinh và đến mũi tàu Trường Chinh Cộng Hòa thì sẽ chính thức đi lên cao và đi trên không đó các anh chị. Dọc theo tuyến đường Trường Chinh Metro tuyến số 2 này thì có 11 km, và đi từ chợ Bến Thành đến cầu Tham Lương là 11 km, trong đó có 1,9 km đi trên cao là đi từ mũi tàu Trường Chinh Cộng Hòa đi đến cầu Tham Lương đó anh chị, là 1,9 km đó mình tuyến tàu Metro sẽ đi lên cao, và 9,1 km sẽ đi ngầm là từ mũi tàu Trường Chinh sẽ đi ngầm và dưới lòng đất của đường Trường Chinh, đường Cách Mạng Tháng 8 và vô tới ga Bến Thành đó các anh chị, là sẽ đi ngầm ở dưới lòng đất. Chính vì vậy mà không phải toàn bộ người dân trên đường Trường Chinh, trên đường Cách Mạng Tháng 8 đều phải giải tỏa, chỉ giải tỏa những căn nhà nào bị ảnh hưởng bởi cái nhà ga Metro thì mới bị giải tỏa thôi. Chứ còn những cái đoạn mà không có nhà ga Metro thì vẫn sinh hoạt buôn bán bình thường, không có bị ảnh hưởng, không có bị giải tỏa các anh chị. Thì dọc theo 11 km của tuyến Metro này thì sẽ có nhiều cái nhà ga mọc lên, khoảng cách thì thường là khoảng 1 km sẽ có một cái nhà ga đó các anh chị. Như nhà ga đầu tiên thì nằm ở ngay chỗ chợ Bến Thành, công viên 23 tháng 9. Nhà ga thứ hai thì nằm ngay chỗ Tao Đàn, và nhà ga thứ ba thì nằm ngay chỗ vòng xoay ngã 6 Dân Chủ. Nhà ga thứ tư thì sẽ nằm ngay chỗ khu Hòa Hưng, Chí Hòa. Nhà ga thứ 5 thì sẽ nằm ngay công viên văn hóa Lê Thị Riêng, và nhà ga thứ 6 thì sẽ nằm ngay chỗ khu Ông Tạ, khu ngã ba Ông Tạ, Phạm Văn Hai. Nhà ga thứ 7 thì sẽ nằm ngay chỗ khu Bảy Hiền, và ngay ngã tư Bảy Hiền, Lý Thường Kiệt, Trường Chinh. Nhà ga thứ 8 thì sẽ mọc lên ngay chỗ Nguyễn Hồng Đào, và nhà ga thứ 9 thì ngay khúc Bà Quẹo đây các anh chị đang thấy đây. Và nhà ga thứ 10 thì nằm ngay đầu đường Phạm Văn Bạch, ngay chỗ sân bay Tân Sơn Nhất đó anh chị. Và ga thứ 11 là tuyến cuối ngay cầu Tham Lương, đi qua cầu Tham Lương. Đó là dọc theo tuyến Metro số 2 Bến Thành Tham Lương thì 11 km sẽ có 11 cái nhà ga tương ứng mọc lên. Chính vì vậy mà sẽ có 11 điểm sẽ bị ảnh hưởng giải tỏa bởi tuyến ga Metro số 2 Bến Thành Tham Lương. Thì hôm nay em xin gửi đến với anh chị sơ lược về tuyến ga Metro số 2, cũng như tình hình bà con mình giải phóng mặt bằng để bàn giao cho bên công trình. Vào tháng 10 năm 2020 thì người ta đã chính thức khởi công công trình tuyến ga Metro số 2 Bến Thành Tham Lương rồi đó các anh chị. Và các anh chị luôn thấy cái đường Trường Chinh này thì nó luôn tấp nập xe cộ rất là đông đúc, bởi vì tuyến đường Trường Chinh thì là cửa ngõ phía tây bắc của thành phố Hồ Chí Minh, đi về các tỉnh Tây Ninh, đi lên cửa khẩu Tây Ninh, đi về Hóc Môn, đi về quận 12, nên là xe cộ trên đoạn đường này rất là đông. Nhưng mà cái đoạn Trường Chinh này thì nó cũng hơi nhỏ các anh chị, nên tình trạng kẹt xe cũng khá là thường xuyên. Dạ, nên là hy vọng sau khi làm xong cái tuyến đường Metro số 2 này thì tình trạng ùn tắc trên đường Trường Chinh sẽ được kéo giảm và không còn là tình trạng ùn tắc nữa, giao thông trở nên thông suốt hơn các anh chị. Thì theo quan cảnh anh chị thấy thì trước mặt thì cũng rất là nhiều căn nhà đã giải tỏa để làm cái nhà ga Metro ngay đây. Các anh chị thấy ở đây người ta cũng đã giải tỏa xong, cũng phải bàn giao mặt bằng sạch, mình cũng phải dọn dẹp vệ sinh xà bẩn đồ sạch sẽ, để cho bên người ta xuống người ta sẽ nghiệm thu cái mặt bằng rồi người ta sẽ nhận cái mặt bằng để mà tiến hành thi công đó các anh chị. Thấy anh chị thấy ở đây người ta cũng đang tiếp tục gọi là giải tỏa, tiếp tục làm những phần việc còn lại của giải tỏa. Và cái nhà kho bên kia người ta cũng đang dở rất là mạnh luôn đó các anh chị. Phần kho bên kia bắt đầu người ta cũng đang tiến hành tháo dỡ đây. Anh chị thấy người ta đang phải dùng xe cô be để mình tháo dỡ nó mới nhanh được, bởi vì khi mình đã cắt nhà ra rồi thì nó không còn liên quan tới cái nhà trước và nhà sau nữa, nên người ta dùng cô be người ta đập rồi dùng mấy những cái máy khoan bê tông để mà ta khoan, ta lấy sắt ở bên trong anh chị, lấy phế liệu. Đây là một cái nhà kho lớn thì người ta cũng đang tiến hành tháo dỡ luôn đấy. Thì hôm nay em sẽ đi dọc theo cái tuyến đường Trường Chinh này để gửi đến hình ảnh đến quý các bác anh chị ở xa, cập nhật về tin tức cũng như là tiến trình tiến độ giải tỏa đường Trường Chinh này như thế nào rồi nhé. Và ở đây khu này thì người ta chuyên bán về điện thoại, ép kính sửa chữa điện thoại đó các anh chị. Bán thì cái đoạn này là bán điện thoại rất là nhiều. Bên phải em đi vào hướng từ cầu Tham Lương em đi vào ngã tư Bảy Hiền đây, thì đoạn bên phải người ta bán điện thoại, sửa điện thoại đồ rất là nhiều. Tân Kỳ, Tân Quý, ngã tư Tân Kỳ, Tân Quý, Trường Chinh. Cái ngã tư này kẹt xe rất là khủng đó các anh chị. Lúc nào cũng phải có lực lượng cảnh sát giao thông điều tiết giao thông thì mới không bị kẹt xe thôi, chứ mà không có hình bóng cảnh sát giao thông đứng ở ngã tư này thì thôi kẹt xe rất là khủng. Các anh chị thấy xe chiều hướng quận 12 đi vào trung tâm rất là đông, rất là nhiều. Bây giờ là xe tải ta đi chở hàng anh chị rất là nhiều. Thì nãy giờ em đã giới thiệu đến quý cô bác anh chị cái đó là cái nhà ga này của khu vực Bà Quẹo đó các anh chị. Một cái nhà ga cũng giải phóng mặt bằng cũng thấy là khá lớn đó. Thì sau vài năm nữa thì các anh chị đã thấy cái tuyến đường Trường Chinh này nó sẽ thay đổi đi rất là nhiều, bởi vì những cái nhà ga mọc lên, những cái nhà ga hiện đại, những cái nhà ga đẹp mọc lên thì cái tuyến đường Trường Chinh này nó sẽ khác đi rất là nhiều. Và tiếp tục thì em sẽ giới thiệu anh chị một cái nhà ga tiếp theo, đó là nhà ga ở khúc Nguyễn Hồng Đào đó các anh chị, nằm ngay gọi là khu vực Đồng Đen, khu vực Bàu Cát, để mà anh chị xem tình hình bà con mình này giải tỏa như thế nào nha khu vực này. Khu vực Bàu Cát, Đồng Đen thì cũng là một khu vực khá là nổi tiếng của thành phố Hồ Chí Minh. Nơi đây thì tập trung rất là đông người dân của khu vực miền Trung, nơi xứ Quảng, có thể gọi là một nơi xứ Quảng thu nhỏ ở tại trung tâm thành phố Hồ Chí Minh đó các anh chị. Và đây là đường Trương Công Định đây, trước mặt các anh chị đây là đường Trương Công Định sẽ quẹo vào khu Bàu Cát. Trương Công Định đấy các anh chị. Các anh chị thấy bây giờ người ta cũng đang tiến hành đập một cái căn nhà rất là đẹp luôn, một cái nhà lầu rất là cao anh chị. Cũng phải đập bỏ rồi. Cái nhà lầu rất là đẹp nên phải đập thục vào bên trong khá là nhiều đó các anh chị. Còn lại tầm 6 mét thôi, chắc hơn nửa căn nhà rồi. Bây giờ các anh chị đi dọc theo tuyến đường Trường Chinh, bây giờ các anh chị luôn nghe thấy những tiếng máy cắt, máy khoan, những tiếng máy của công trình để về làm tập sửa nhà anh chị, giống như là một đại công trường vậy đó. Ở đây là ngay chỗ đầu đường Trương Công Định nha các anh chị, sẽ mọc lên một cái nhà ga ngay đây nên người ta sẽ giải tỏa rất là nhiều luôn. Phía bên kia đường thì người ta cũng đang giải tỏa rất là mạnh bên đó đó các anh chị. Đây là chiếc cô be, người ta cũng đang tiến hành giải tỏa đây. Bây giờ là giải tỏa bằng cô be không mà anh chị. Có những xe cô be nhỏ nhỏ gì làm nó rất là lẹ, rất là nhanh. Người thì đập không xuể đâu, người đập không nổi. Có xe như vậy họ làm mà rất là nhanh các anh chị. Đây là những căn nhà người ta đã đập rồi, cắt thục vô. Mỗi nhà phải cắt thục vô một tí xí để làm cái nhà ga metro. Dọc theo đây là phải cắt hết rồi các anh chị. Các anh chị thấy người ta cũng đang đổ vật tư để tiến hành gọi là đập nhà, cắt nhà đây rất là nhiều luôn. Giáo xứ Tân Thành, giáo xứ Tân Thành. Và đây là ngay đường Nguyễn Hồng Đào đấy các anh chị. Đường này là đường Nguyễn Hồng Đào, và đây thì người ta đặt cái nhà ga ở đây là cái nhà ga Nguyễn Hồng Đào đây. Cái khu Nguyễn Hồng Đào này thì giải tỏa rất là mạnh nha các anh chị, bởi vì đặt cái nhà ga ngay đây. Các anh chị thấy là đây là người ta cũng đã giải tỏa rồi nè các anh chị. Người ta cũng đang tiếp tục hoàn thiện cái gọi là cái mặt tiền của nhà mình, khu vực nhà ga Nguyễn Hồng Đào. Chỗ Nguyễn Hồng Đào với đường Bình Giã đó các anh chị. Người ta đang giải tỏa rất là nhiều khu này luôn. Những cái đoạn này thì không có bị ảnh hưởng nha anh chị, bởi vì chỉ ảnh hưởng những cái chỗ nào là có nhà ga mọc lên thôi, chứ không phải là toàn người bộ, người dân trên tuyến đường này đều phải giải tỏa, bởi vì mình chỉ giải tỏa những nơi mà có cái nhà ga mọc lên thôi. Còn phần còn lại là người ta làm ngầm ở dưới lòng đất nên nó không có bị ảnh hưởng tới những công trình ở trên mặt đất nha các anh chị. Như những cái đoạn này thì người ta vẫn bình thường, hoạt động bình thường, không có ảnh hưởng gì, nên là người ta vẫn không có giải tỏa nhà, vẫn buôn bán kinh doanh bình thường. Chỉ ảnh hưởng những cái chỗ nào mà có cái điểm là gọi là nhà ga thì mới bị giải tỏa ở khu vực đó thôi. Thì cái đoạn của nhà ga Nguyễn Hồng Đào này thì một bên là phường 13 quận Tân Bình và một bên là phường 14 quận Tân Bình đó các anh chị. Thường thì người ta giải tỏa, người ta sẽ giải tỏa hai bên đường luôn, bởi vì cái nhà ga thì sẽ đi lên hai bên đường luôn anh chị. Ở bên trái cũng có một cái nhà ga và bên phải cũng có một cái nhà ga, nằm đối diện nhau để cho cái người thuận tiện, cái người đi metro người ta không phải băng qua đường đó các anh chị. Nên là sẽ giải tỏa cả hai bên, và cái đoạn Nguyễn Hồng Đào này, nhà ga Nguyễn Hồng Đào này là sẽ thuộc phường 13 quận Tân Bình và phường 14 quận Tân Bình đó các anh chị. Các anh chị thấy bây giờ người ta giải tỏa rất là nhiều luôn. Những cái nhà này là phải đập hết đó các anh chị, chỉ là người ta còn luyến tiếc chưa đập bằng dao thôi. Hạn cuối thì phải tháng 10 năm 2020 thì cũng buộc phải đập để mà bàn giao mặt bằng cho bên thi công công trình. Nên bây giờ người ta còn luyến tiếc, nay cũng là đầu tháng 8 nên còn hơn tháng nữa anh chị. Đó, anh chị thấy người ta đập rất là nhiều luôn. Thật ra bây giờ đập thì rất là nhanh, bởi vì hiện đại rồi mà, xe cơ giới, xe cô be đập hoạt động rất là lẹ các anh chị. Khoảng vài ngày thôi là các anh chị thấy nó đã khác đi rất là nhiều rồi. Anh chị thấy bây giờ có những nhà nếu như người ta có điều kiện thì người ta đập ra hết luôn, rồi người ta sẽ xây lại một cái nhà mới, một cái nhà hoàn thiện hơn. Còn nếu mình cắt như vậy thì phần trước mình đã cắt bỏ thì thường là phần sau và phần nhà bếp, nên mình sửa một cái nhà lại nó cũng gọi là không có hoàn thiện lắm. Như những cái nhà to như thế này người ta có điều kiện người ta sẽ đập hết các anh chị, người ta xây lại thì nó sẽ hoàn thiện hơn. Thường thì bây giờ anh chị ở Việt Nam nó có cái hay cái ta, như em được biết thì mình sẽ bán cái nhà mà khúc nào mình đập đó các anh chị, mình sẽ kêu một cái đơn vị tới mình bán, người ta lại người ta coi tình trạng nhà mình bê tông cốt thép như thế nào rồi người ta sẽ mua. Người ta mua xong rồi tự người ta đập, tự người ta dọn, người ta sẽ lấy phần sắt thép bên trong đó các anh chị. Nếu như người ta xác định là cái nhà mình nó ít sắt thép quá thì chủ nhà phải bù tiền cho người ta đập. Còn nếu như nhà mình mà kết cấu mà sắt thép nhiều thì có thể là chủ nhà sẽ không tốn tiền phần đập nhà này các anh chị, bởi vì mình bán cho người ta, người ta đập, người ta lấy sắt rồi người ta sẽ dọn mặt bằng cho mình luôn. Ví dụ như cái nhà này theo em nghĩ thì người ta cũng sẽ bán được tầm khoảng 30 triệu đó các anh chị. 30 triệu cho một cái nhà mình đập bỏ bê tông thì mình bán được khoảng 30 triệu cho một công trình nào đó, thì người ta sẽ đổ quân xuống, người ta đập, rồi người ta sẽ lấy sắt, lấy phế liệu, người ta sẽ đi bán. Nó bán được 5-60 triệu, 6-70 triệu tiền sắt gì đó thì người ta sẽ lời được 30-40 triệu. Đó là cũng là một cái hay, phần chủ nhà cũng đỡ phải tốn kém đó các anh chị. Thay vì không có những công ty như vậy thì buộc mình phải thuê một đơn vị nào đó đập. Còn bây giờ mình bán luôn, mình bán hẳn cho người ta rồi ta tự người ta đập, người ta làm gì làm. Phần còn lại của chủ nhà là thuê thợ hồ, thuê thợ xây dựng lại để mà hoàn thiện căn nhà mình, cũng như là sửa sang trang trí lại phần bên trong của căn nhà thôi. Thấy các anh chị thấy người ta cũng đang hoàn thiện cái mặt bằng của cái nhà mình, hoàn thiện cái mặt tiền, bởi vì phần giải tỏa thì cũng đã xong, bây giờ người ta đang hoàn thiện cái Đây là mặt tiền của cái nhà mình đó các anh chị. Còn những cái nhà như thế này thì người ta phải đập, người ta xây lại mới hoàn toàn, nên là người ta chưa có xây lại. Các anh chị thấy khu vực Nguyễn Hồng Đào, Trương Công Định xây đập rất là nhiều luôn. Một cái nhà ga thì nằm chỗ khu Trương Định, Nguyễn Hồng Đào đây, trước mặt anh chị đây là một cái nhà ga nằm ở chỗ ngã tư Bảy Hiền. Và cái đoạn Trường Chinh thì đoạn Trường Chinh nhỏ này thì nó sẽ có ba cái nhà ga là như vậy, và cái đoạn Trường Chinh lớn thì sẽ có một cái nhà ga nằm ngay chỗ đường Phạm Văn Bạch đó anh chị, ở khu sân bay đó. Thì em sẽ chia sẻ những cái nhà ga nằm ở trên tuyến đường Trường Chinh này để gửi đến quý cô bác anh chị xem, để cập nhật tình hình giải tỏa xây dựng nhà ga tuyến Metro số 2, tuyến Bến Thành Tham Lương như thế nào. Và em sẽ tiếp tục di chuyển xuống ngay chỗ khu vực ngã tư Bảy Hiền để quay cái tình hình giải tỏa khu vực ngã tư Bảy Hiền cho các anh chị xem nhé. Và đây là khu vực ngã tư Bảy Hiền này các anh chị. Thì khu vực ngã tư Bảy Hiền chị cũng có một cái nhà ga của Metro số 2 Bến Thành Tham Lương sẽ mọc lên ngay cái chỗ ngã tư Bảy Hiền này, là ngã tư Trường Chinh, Cách Mạng Tháng 8, Lý Thường Kiệt và Hoàng Văn Thụ đó các anh chị. Thì nơi đây sẽ có một cái nhà ga rất là hoành tráng mà mọc lên, có 4 cửa đi xuống cái nhà ga này. Một cửa nằm ở bên Trường Chinh, một cửa Cách Mạng Tháng 8, một cửa đường Lý Thường Kiệt và một cửa đường Phạm Văn Thụ đó các anh chị. Bởi vậy chỗ này, nơi đây thì sẽ giải tỏa rất là mạnh luôn các anh chị. Thấy bây giờ người ta giải tỏa rất là mạnh luôn. Đây thì người ta cũng đã giải tỏa xong, bây giờ địa phương người ta phải rào lại để mà chắn bụi bặm ra đường đó các anh chị. Nơi đây thì mật độ giao thông rất là dày đặc, rất là nhiều, dễ đến tình trạng gọi là kẹt xe đó các anh chị. Và đây là khu vực cây xăng của cây xăng đôi của đường Trường Chinh đó các anh chị. Thì chỗ đây cũng được giải tỏa luôn, cây xăng này cũng phải dẹp, đóng cửa nghỉ rồi các anh chị. Thì ngay chỗ đây là chỗ ngã tư Bảy Hiền, các anh chị thấy bây giờ người ta cũng giải tỏa rất là mạnh luôn. Những cái nhà này cũng phải giải tỏa hết nè các anh chị. Nhưng mà có những nhà người ta còn luyến tiếc, người ta chưa có muốn giải tỏa nên người ta còn giữ lại. Chứ những nhà như ở đây thì người ta đã đập phá hết hoàn toàn rồi. Phải đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, bàn giao cho công trình để người ta tiến hành, khởi công xây dựng các anh chị. Thì nãy giờ em cũng đi lòng vòng trên cái đường Trường Chinh này để gửi đến quý cô bác anh chị về tình hình giải tỏa của ba cái nhà ga tuyến Metro Bến Thành Tham Lương, tuyến Metro số 2. Nhà ga em giới thiệu đầu tiên là nhà ga của khu vực ngã ba Bà Quẹo. Nhà ga thứ hai em giới thiệu là khu vực đường Trương Công Định, Nguyễn Hồng Đào. Khu vực nhà ga thứ ba thì khu vực của đường khu vực ngã tư Bảy Hiền các anh chị. Thì hôm nay em gửi đến tình hình giải tỏa giải phóng mặt bằng của ba cái nhà ga này để gửi đến quý cô bác anh chị ở xa cũng như biết, cũng như là nắm tình hình về ở thành phố Hồ Chí Minh, cũng như là tình hình về tuyến ga tàu điện ngầm Metro số 2 này. Thì em cũng xin dừng đoạn video clip ở đây. Hẹn gặp lại quý cô bác anh chị ở những video tiếp theo nha. Những video rong ruổi khám phá đường phố Sài Gòn và những gì nóng nhất đang diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh. Em xin chào và hẹn gặp lại.